Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Chiến Miền, kênh chia sẻ những cái mẹo hay trong đời sống hàng ngày. Vâng, thưa các bạn, thì nếu như các bạn đã biết là nếu như máy tính có nút tắt, nút reset thì iPhone của chúng ta cũng vậy. Nó cũng không kém phần xịn sò, đó là nó cũng có nút reset và nút tắt nguồn. Thưa các bạn, là trong cái quá trình sử dụng máy, do quá trình sử dụng của chúng ta, chúng ta truy cập mạng có rất nhiều những cái virus, nó có hại cho mạng, cho phần mềm, nó ẩn chứa mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Đấy. Hoặc là chúng ta sử dụng nó quá tải, dẫn đến đơ màn hình và hoặc là đơ một cái bộ phận nào đấy, như đây, ví dụ như là đây, nó đơ như thế này, các bạn bật nó không lên. Đấy. Trong cái quá trình sử dụng máy thì nó bị đơ như thế này. Đấy. Đây, hoặc là nó như thế này. Đấy, hoặc là nó như thế này. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách, có đó là cách làm tươi reset. Đấy, đưa cái chiếc điện thoại của bạn về với chế độ như mới, lướt êm chạy khỏe mà không mất đi một cái dữ liệu nào. Đấy. Nào, các bạn cầm máy lên và làm theo mình nhá. Đầu tiên thì các bạn vào phần cài đặt cho mình. Đấy, các bạn vào phần cài đặt cho mình. Các bạn vào phần tiếp phần cài đặt chung. Cài đặt chung. Chúng ta tìm xuống dưới vào phần đặt lại. Đấy. Thì ở đây nó có những cái mục như thế này các bạn nhá. Thứ nhất là cái mục đặt lại tất cả các cái cài đặt. Đấy. Cái mục này nó là những cái lỗi, tức là đặt lại những cái lỗi mà phát sinh trong cái quá trình sử dụng các bạn. Ví dụ như là cài đặt bàn phím, cài đặt ngôn ngữ hoặc các cái phần mềm như là mạng wifi các kiểu, vân vân và vân vân. Có cái dòng thứ hai ta tạm thời bỏ qua, dòng thứ ba nó là dòng đặt lại mạng, ví dụ như là những cái, tức là đặt lại những cái lỗi về sóng wifi, sóng internet, vân vân các kiểu về mạng các bạn. Bước sang dòng thứ tư đó là cái dòng bàn phím. Bàn phím này như các bạn sử dụng iPhone nhiều các bạn biết đấy, đó là khi bàn phím của các bạn bị chia đôi mà chúng ta không biết cách làm thế nào để nó chập lại thành một bàn phím, hoặc là đang sử dụng ngôn ngữ một tiếng Việt mà nó lại chuyển sang cái ngôn ngữ khác, thì chúng ta có thể bấm vào cái là đặt lại từ điển bàn phím. Đấy. Dòng tiếp theo đó là dòng đặt lại bố cục màn hình chính. Đây, bố cục màn hình chính tức là cái nhà sản xuất nó đưa ra những cái phần mềm ở trên màn hình chính đấy các bạn, nó theo thứ tự sắp xếp, thì khi chúng ta sử dụng thì chúng ta lấy tay chúng ta làm dịch chuyển hoặc là thay đổi các cái vị trí sắp xếp của những cái phần mềm đó, thì chúng ta bấm vào đây thì đặt lại từ điển bàn phím, đặt lại bố cục, xin lỗi các bạn, bấm vào đặt lại bố cục màn hình chính thì những các cái phần mềm đấy nó sẽ trở về các cái thứ tự, các cái vị trí của ban đầu của nhà sản xuất các bạn nhé. Đấy. Dòng cuối cùng đó là dòng đặt lại vị trí quyền riêng tư. Vâng, đó là những cái này là những cái chia sẻ mà các bạn cấp phép về cấp phép vị trí của các bạn cho một số ứng dụng nào đó. Đó là chia sẻ vị trí các bạn. Các bạn bấm vào đây thì các bạn sẽ coi như là tắt cái chế độ ấy đi, không chia sẻ vị trí cho cái phần mềm và ứng dụng đấy nữa. Đấy. Quay lên dòng thứ hai đấy các bạn. Dòng này là cái dòng mạnh mẽ nhất này. Dòng này các bạn nên tránh nhá. Nên tránh trừ khi mà các bạn chia tay người yêu cũ thì chúng ta bấm vào cũng được. Đấy. Đó là dòng chúng ta sẽ xóa hết, xóa trắng máy. Máy sẽ quay về tình trạng thời kỳ xuất xưởng các bạn. Xóa hết như là các bạn xóa ký ức của người yêu cũ vậy. Nhưng mà các bạn lưu ý cho mình cái dòng này nhá. Lưu ý cái dòng này này. Trước khi các bạn xóa là các bạn phải xem máy của các bạn có tài khoản của iCloud hay không. Đấy. Nếu có tài khoản iCloud các bạn phải thoát cái tài khoản iCloud đấy ra nhé. Không thì khi mà các bạn trong quá trình các bạn xóa ấy, thì nó sẽ bị dừng lại ở giữa chừng. Các bạn cũng không đi được tiếp và cũng không thể quay lại được để sử dụng máy đâu. Đến lúc đấy các bạn chỉ còn cách là bán máy thôi. Bán gọi là bán cái vỏ máy để gọi là lấy tiền đủ đi uống cà phê thôi các bạn nhé. Đấy. Và như cái dòng đầu tiên này các bạn nhé, đây cũng chính là cái nội dung mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này. Đây,
đó là dòng đặt lại tất cả cài đặt. Cái dòng này là nó giúp chúng ta là làm tươi iPhone, reset lại iPhone, quét hết rác trong iPhone. Đấy. Và cái quan trọng là nó sẽ không mất đi cái dữ liệu nào trong máy của các bạn cả. Đấy. Các bạn khi mà đặt lại tất cả các cài đặt này, các bạn chỉ cài đặt lại, các bạn chỉ viết lại cho mình cái mật khẩu wifi và ảnh của ảnh màn hình chính và màn hình khóa của điện thoại iPhone thôi. Đấy. Bây giờ chúng ta cùng bấm vào nhá. Cái máy của mình đây nó cũng đang bị đơ đây. Nó các cái phần mềm nó cũng đang nhảy lung tung hết cả. Tiện thể thì mình chia sẻ và mình đặt lại cho các bạn xem. Chúng ta cùng bấm vào nhá. Đấy, đặt lại tất cả cài đặt. Đây các bạn, thao tác này sẽ đặt lại tất cả cài đặt, sẽ không có dữ liệu hoặc phương tiện nào bị xóa. Ok, chúng ta bấm vào. Đó. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục không? Việc này sẽ đặt lại tất cả cài đặt xong sẽ không có dữ liệu hoặc phương tiện nào bị xóa. Ok, không có phương tiện dữ liệu nào bị xóa mà lại làm tươi máy thì tội gì mà chúng ta không đặt, đúng không? Đặt lại luôn. Ok. Đấy, cái này thì các bạn chờ trong giây lát nó chạy là được. Còn như các cái video trước thì mình cũng có hướng dẫn cho các bạn rồi, là khi mà bị treo táo này, khi mà bị rơi này, không lên nguồn này, chúng ta cần phải làm như thế nào. Thì các bạn vào kênh của mình xem mình chia sẻ cho các bạn ở những cái video hôm trước, hoặc là cách chúng ta tiết kiệm pin, cách làm tối ưu hóa dung lượng iPhone, thì ở trong cái kênh của mình cũng có hết rồi nhá. Các bạn xem video của mình thì nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh và bật chuông để theo dõi những cái video sau của mình chia sẻ. Đây, các bạn đợi nó đang chạy. Lát nữa các bạn xem dùng iPhone mượt như mới luôn. Trong trên mạng người ta quảng cáo những cái mà diệt virus đấy các bạn, cũng được thôi, nhưng mà chúng ta dùng cái này cũng coi như là chúng ta quét virus rồi đấy các bạn. Lát nữa các bạn xem máy của mình, ban đầu thì các cái phần mềm nó chồng chéo, nó bị đơ, bây giờ là nó cũng sẽ hết bị đơ luôn. Các bạn xem. Đây, lên rồi các bạn này. Đấy, đây, bây giờ nó sẽ lên, nó sẽ chạy như mới luôn. Đây là những cái tin nhắn mà những cái thông báo trước các bạn bấm vào. Tạm thời các bạn tắt hết các cái thông báo này đi. Đấy. Đấy. Tạm thời các bạn tắt hết đi cho mình. Đấy. Các bạn thấy chưa? Dùng đã mượt rồi nhá. Đây. Các cái phần mềm mà nó không còn bị đơ nữa. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, dùng lướt êm như mới luôn. Đấy, thì các bạn ví dụ như bây giờ các bạn chỉ đặt lại cho mình cái nút home này, phần trăm pin này, nếu các bạn thích nó nổi lên đây và đặt lại cho mình cái mật khẩu wifi nhé, là xong nhé. Không có một cái dữ liệu nào trong cái điện thoại này bị mất cả các bạn nhé. Đấy. Vậy thì còn các bạn còn chờ gì nữa, các bạn hãy đặt lại các cái điện thoại, đặt lại cái điện thoại của các bạn đi để dùng nó như mới luôn nhé. Đấy, để các bạn xem video của mình thì thấy hay, thấy hữu ích thì hãy cho mình một đăng ký, một like và chia sẻ. Các bạn nhớ bấm chuông để theo dõi những cái clip sau của mình ra nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.